Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam núi dáng trực mini và đa ống tàn ha. Cây đó ống tàn thành phẩm rồi. Cây này mà đợi nó ra mấy chùm trái nữa rồi mình ép chậu mình để bàn chơi sẽ rất là đẹp. Cây có gốc to gần bằng ngón tay cái ha và cao khoảng tầm 9-10 cm thôi. Cây siêu mini ha. Về mình ép nó vô một cái chậu gốm này mình để bàn chơi nè. Giờ đây em xin báo giá giao lưu cây sam núi này với giá là 150 ngàn. Em bao ship và kèm thêm một chậu để mình về mình tập ép nữa ha. Rồi, mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.